could be us. So back to what I was saying. Could be us. Triệu Lệ Dĩnh Nam lần 7 lượt từ chối tham gia Sở Kiều Truyện 2, nghe xong lý do ai nấy đều thương. Sở Kiều Truyện là siêu phẩm từng gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ vào năm 2017, bộ phim cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh leo lên được ngôi vị nữ hoàng ra tinh. Thế nhưng theo thông tin mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối đóng Sở Kiều Truyện 2 ít nhất 5 lần dù đoàn làm phim vẫn kiên trì không bỏ cuộc mời cô về tiếp tục làm phần 2. Như tờ báo 163 và QQ đưa tin, gần đây phim Sở Kiều Truyện đang khởi động làm phần 2 nhưng lại chẳng thể giữ nguyên dàn diễn viên ban đầu. Đặc biệt, đoàn phim đã bày tỏ thiện ý, từng năm lần đến gặp Triệu Lệ Dĩnh để bàn bạc về chuyện cô sẽ đảm nhận vai nữ chính nhưng mỹ nhân này đều từ chối đóng. Sở Kiều Truyện 2VI đang có kế hoạch phát triển sự nghiệp riêng. Mặc dù bị từ chối nhiều lần nhưng phía ekip vẫn nhất quyết kiên trì đến cùng. Thỉnh thoảng họ lại hỏi xem Triệu Lệ Dĩnh có thể sắp xếp được lịch trình để nhận lời hay không. Nhưng qua sự việc này, ai cũng dễ dàng nhận thấy phía đoàn phim rất có tâm và mong muốn được hợp tác với nữ diễn viên họ Triệu. Bởi lẽ khi có sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh, Sở Kiều Truyện 1 đã rất thành công và được nhiều khán giả quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh thì điều này rất khó xảy ra. Bởi lẽ, trong thời gian qua, rất nhiều tin tức về Triệu Lệ Dĩnh đang có ý định chuyển hình và muốn thử sức với những vai diễn mới, không còn mong muốn đóng phim thần tượng nữa. Người đẹp đang muốn thử sức để có cơ hội đột phá diễn xuất của bản thân. Bởi vậy, việc nàng Sam Sam sẽ không xuất hiện trong phần 2 của Sở Kiều Truyện cũng là điều chúng ta phần nào dự đoán được. Thời điểm Sở Kiều Truyện lên sóng đã tạo nên cơn sốt rất lớn khi chỉ sau 36 giờ thì bộ phim đã đạt được lượt xem là 1 tỷ. Sau khi kết thúc 67 tập, Sở Kiều Truyện đã có lượt xem online là 43 tỷ và cho đến hiện tại thì con số này đã là 48,9 tỷ. Đồng thời, rating trung bình của bộ phim cũng rất ấn tượng khi lên đến 1.741%. Sở Kiều Truyện đã thắng ở hạng mục phim của năm tại Weibo Thịnh Điển và phim truyền hình hay nhất tại giải Kim Tường Thụ. Tại lễ trao giải của Tencent, nàng Tiểu Hoa đã được xướng tên ở hạng mục diễn viên truyền hình của năm và Lâm Canh Tân cũng không kém cạnh khi đoạt được giải nam diễn viên nổi tiếng nhất.